thời điểm này này hàng này bán ế đấy uống, hàng kia bán ế đấy uống, hàng nào giờ bán ế thì review luôn đó. Bữa nay quảng cáo Isoway bảo đảm còn 2 mẫu hết hàng, chuẩn bị nhập BCA hết hàng, Reward cao sắp hết, Fast Banner hết hàng, Isobot mới về hết hàng. Ức chế à, mới chửi lộn với phòng xe quá trời, mới chửi phải tức mình chửi te khói luôn mà. Trời đất ơi, nổi điên máu lên, tức mình quảng cáo xong nào sau đó hết hàng chửi mày. Xin chào các đồng chí, các bạn, các chị em gamer trên mọi miền tổ quốc và các bạn ở bên hải ngoại. Hôm nay làm chương trình review sản phẩm. Đây là trên bàn pizza là các bạn thấy là những cái bộ sản phẩm huyền thoại. Mà đối với Duy cái nào nó cũng huyền thoại hết nha. Dùng uống sao tập. Đau bụng thấy mẹ không? Sắp đau bao tử luôn các bạn. Hôm nay á đang giảm mỡ. Nhịn đói khổ lắm bạn, nhìn đói từ sáng giờ, tập gym xong bào với phòng gym 2-3 tiếng luôn, xong rồi lên đây review sản phẩm Isobot trong một hoàn cảnh rất là huyền thoại. Mà Isobot thằng này nó huyền thoại luôn, mà thằng này huyền thoại hơn, nên kết hợp là 2 ISO. Mỗi lần mà Duy vô phòng sale Duy thông báo 2 ISO với em là nó lấy một thằng ISO này cộng thằng ISO kia ra 2 ISO, mà ISO nào tùy từng thời điểm đó. Thời điểm này này hàng này bán ế đấy uống, hàng kia bán ế đấy uống, hàng nào giờ bán ế review luôn. Nói ế là nói cho vui thôi, mới chửi lộn với phòng xe quá trời, mới chửi phải tức mình chửi te khói luôn bạn. Trời đất ơi, nổi điên máu lên, tới lúc mình quảng cáo sản phẩm nào sau đó hết hàng. Ủa kỹ mày, hôm nay là Duy Nguyễn chưa làm clip quảng cáo ISOWAY luôn á. Nó làm biết ISOWAY là gì đâu, đúng không? Bữa nay nhớ lại lấy ra quảng cáo hết hàng. Biết sao nó dẫn tới tình trạng hết hàng không? Tại bây giờ nói chung là công ty BPT bây giờ nó nát rồi. Nó chia phe, chia phái rồi tùm lum la hết trơn hết á. Cái thằng sale lẻ với thằng sale sỉ, hai thằng nó đập nhau đó. Bây giờ nó nói là cho thằng, nó ghét mấy thằng sale lẻ, nói tháng là cho sale lẻ chết bà luôn. Biết bằng cách nào không? Nó bán cho đại lý hết luôn. Sale lẻ không có hàng, tụt trên số, sếp chửi đó. Cái chuyện đó xảy ra thường xuyên luôn. Bây giờ là công ty nó lớn rồi bạn, quy mô nó tùm lum tùm la hết rồi. Ngày xưa sale lẻ, sale sỉ một ban, một phòng, bây giờ nó 2 phòng. Phòng sale lẻ, phòng sale sỉ. Sale sỉ mạnh bán, sale lẻ mạnh bán, cuối cùng sao lẽ hậu quả hết hàng đó. Bữa nay quảng cáo Isoway bảo đảm còn 2 mẫu hết hàng, chuẩn bị nhập BCA hết hàng, Reward cao sắp hết, Fast Banner hết hàng, Isobot mới về hết hàng. Ức chế không, mới lôi 2 thằng vô họp, hai em làm sao làm nhé? Bán thì chừa cho sao lẽ người ta bán chứ, bán cái con khỉ gì, bán vô tội vạ, bán vô tổ chức, bán không có kế hoạch, không có deadline gì hết á, bán rất không chuyên nghiệp, nó làm ảnh hưởng tới vị thế công ty BPT. Ủa tiền bự vậy sao hết hàng hoài vậy, đúng không? Nó tưởng tượng anh Duy Nguyễn hết tiền nhập rồi, nó làm tổn hại tới uy tín cá nhân của anh nữa. Ngày hôm nay mới biết đó, bực mình lắm. Thôi chờ chút xíu nói tiếp đi, giờ uống rồi đã, không cần phải quảng cáo, mệt quá. 2 thằng ISO, thằng này cũng dạng hiếm mà nha, thằng này bây giờ bảo đảm trên giang hồ không có đâu. Mà bây giờ chỉ còn Duy Nguyễn có, Duy Nguyễn uống thì bạn đừng quan tâm uống gì á. Quan tâm thằng này nè. Bữa nay làm quảng cáo này nha. Mẹ khổ ghê, uống toàn hàng độc chứ có mập gì đó. Nói chứ mập rất cười. Anh nói thiệt với mấy em á, thằng giám đốc nhanh phải chuyện đơn giản, đúng không? Ăn uống ngủ nghỉ, gái gú, tình tiền tù tội. Nó tiệc tùng nó mời từ lưa hết. Bây giờ á, mới có những cái bệnh của người giàu. Mấy nghèo bây giờ hiểu hết á. Bệnh gì? Bệnh béo phì ông ơi. Bệnh gì? Béo phì nó dẫn ra tim mạch. Không mà nó dư tiền nó bỏ vài triệu nó ăn hải sản chơi vậy đó. Nó ăn vô tổ chức, nó ăn vô tội vạ, nó ăn vô calorie luôn. Độ calorie là một cái khái niệm mịt mà TDE là một khái niệm gọi là ảo tưởng luôn. Nhưng Duy Nguyễn giờ 40 kg cơ. 40 kg cơ suy ra TDE của Duy Nguyễn khoảng gần 2000. Ủa lộn, BMA gần 2000, TDE gần 3000, ăn ngày 6000. Biểu sao không mập, sáng tiệc, trưa tiệc, chiều tiệc, tối tiệc. Công ty này mời, công ty kia mời, đối tác này mời, thằng fan của nó cũng mời nữa. Vậy đó. Mệt quá. Isoway này mùi sô-cô-la nha mấy em đó. 2 ISO là vậy đó. Đối với cơ thể của Duy Nguyễn thì 2 ISO
là công thức hoàn hảo và tuyệt vời cho một phục hồi trong buổi tập. Uống xong 30 phút sau ăn cơm. Thằng iSobot nó khó tan cực kỳ. Tại sao? Tại vì nó có chất giảm mỡ. Nói chung giờ dư giảm mỡ rồi, kệ nó. Mọi công thức vật lý nó đều fail với cái thằng có tiền. Khổ vậy đó. Tối đi ăn nhậu, giờ uống giảm mỡ. Hài không? Đó. Uống cái có năng lượng. Bây giờ Duy chia sẻ với các bạn rất nhiều lần rồi. Mình giàu. Nhưng mà sau tập vẫn nên dùng quay đi. Sau tập phải dùng quay. Quay nào cũng được, miễn quay của BBT là được rồi. Các bạn đừng có nhìn cái hũ này làm gì đó, đúng không? Xin lỗi các bạn. Chống mặt tăng động đó các bạn. Nhưng các bạn đừng có dùng cái hũ này làm gì đó, đúng không? Tại cái hũ này á, nó không có trường tồn theo thời gian, mà nó sẽ bị lãng quên theo năm tháng. Có thể là năm trước hũ này hot, năm trước hũ này này nọ kia, nhưng mà bên công ty nó sản xuất nó lỗ, nó không sản xuất nữa nên hũ này đây. Giờ quan tâm hũ này. Hũ này là bây giờ rồi thôi nha các bạn, không biết mốt nó còn bán không. Nhưng mà Duy nghĩ hũ này nó sẽ còn phát triển lâu. Tại vì sao? Tại cái hũ này á là thằng quay chiến lược của Lab Radar. Một cái sản, một công ty nó thường thường có một thằng chiến lược các bạn. Thằng chiến lược mấy khác chết hết, nó không chết nha. Thằng chiến lược nó vậy đó. Mà ở Lab Radar không biết nó mạnh gì không? Nó mạnh lean body. Nó mạnh dòng lean. Và nó mạnh dòng protein. Nha. Nó là công ty nó là vậy đó. Nên bạn nào mà chưa xài lean á, là bạn chưa tập gym. Nhưng mà tại sao sao buổi tập Duy không xài lean? Đúng không? Tại vì Linh xài buổi sáng rồi. Linh xài buổi sáng rồi. Giờ sao buổi tập xài quay? Tại vì sao quay nó hấp thu nhanh hơn Linh? Đúng không? Mình nhiều tiền mà, mình xài quay. Mình xài quay một chút mình lên mình ăn cơm má nấu. À, đó là lý do Duy xài quay protein. Sau buổi tập buổi sáng không bao giờ Duy xài quay. Hiếm lắm. Tại vì bạn xài quay nó rất là mau đói. Mà mau đói thì bạn ăn nhiều. Bạn ăn nhiều tối bạn đi nhậu cái nữa là bạn mập. Nó không được đẹp. Hiểu không? Mình hạn chế gì đó. Mày hay giám đốc bụng nè. Tự hào xong tự hào mày. Tự hào lắm. Mấy thằng kia nó làm tới cấp trưởng phòng thôi nó vậy nè. Thời bạn tôi biết mà. Con thằng kia 26 tuổi lên gặp mình bụng như 62. Nó thật sự. Nên làm một gymmer đâu chỉ cơ bắp là được. Chúng ta phải vận dụng kiến thức gym vào cuộc sống, đúng không? Chúng ta phải có được một cái body tương đối là nó đẹp. Kiểu này đúng không? Bạn chê chứ đúng không? Nhưng mà Duy cảm thấy nó quá ok. Nhưng mà trong giai đoạn này Duy có thể là quần nó hơi chật một chút. Mông to. Quần hơi chật một chút. Xuống chừng 2 kg nữa cho mặc quần cho nó đẹp. Mà muốn xuống 2 kg đó đó thì sao tập phải uống Isoway. Mà Isoway là một đại diện cho dòng Isolat mà công ty BBT phân phối một đống thằng Isolat ra. Nó tùy vào phân khúc, nó tùy vào túi tiền các bạn á, đúng không? Dòng đẳng cấp Isogen, Isochest, Isoforce, đó, Isoway, Titanium Isolat, đến dòng sinh viên là gì? RSB, RSB Way, Way sinh viên, tất cả đều là Way. BBT phân phối một cái sản phẩm nào thì đều có tính toán nó nằm ở trong cái phân khúc nào. Đó. Ví dụ các bạn xài nhiều sản phẩm thì các bạn sẽ có được sự trải nghiệm này nọ kia. Vậy thì bạn xài nhiều sản phẩm của công ty BBT thì có một cái chung gì? Đó là cái chung đẳng cấp, cái chung của Duy Nguyễn. Thế thôi. Cái phong cách kinh doanh của Duy nó rõ rồi. Nha. Đẳng cấp mới kinh doanh. Không kinh doanh cái thứ cùi bắp. Và một câu nói để đời của Duy Nguyễn là cái gì? Cái thứ mình dám bỏ vô miệng mình uống thì mình hãy bán cho người ta. Đó. Câu đó cay lắm. Câu đó cay lắm nha các bạn. Thôi.
Bây giờ xin nói qua sản phẩm Isoway. Lab Radar là một cái thương hiệu mà BBT phân phối đã rất là lâu rồi đó. Mà liên tục top 2 thế giới. Uống này không ngủ được các bạn. Thua thằng Ấn Độ, năm nào cũng thua hết. Thằng Ấn Độ mà ăn cái gì mà đẻ đông dữ vậy không biết nữa. Nó 1.3 tỷ dân. Doanh số năm nào cũng thua nó. Đứng thứ hai miết luôn. Giống như vua về nhì Jose Mourinho đó. Ở thằng Labrada nó có một thương hiệu quay, đó giờ nó đổi nhãn nhiều lần. Thằng Isoway protein. Thì bạn sẽ thấy cái hũ này trong những cái clip mà Duy Nguyễn tập lúc 12 giờ. Tập lúc 12 giờ bên phòng gym nghèo nàn quận 6 đó. Nó có hũ Isoway màu đỏ, chính là nó. Giờ đổi thành này thôi. Nó là cái nhánh hoàn toàn khác như Lean Pro. Và cái nhánh cũng rất là quan trọng trong Labrada. Tại Labrada là cái hãng sản xuất protein mà. Đó. Hũ này bán lẻ mới hỏi dưới 2 triệu. Tùy event nữa bạn, tùy deal nữa. Đó, có thể hôm nay 2 triệu, ngày mai 1 triệu 8, ngày 1 triệu 9, ngày 1 nữa 2 triệu 1 gì đó không biết. Tùy deal, tùy thời điểm nha. Mình nói về cái mức giá là mà tầm trung thôi. Còn bây giờ á, nhìn trên nhãn á, thì mình thấy được cái gì? Mình thấy được á, nó cũng nó có một sự tinh khiết. Nó là whey protein isolate. Đó, nó tinh khiết. Nó tùy mùi nha các bạn. Tùy mùi, nếu mà mùi sô-cô-la thì nó có 1 gram béo, không trans fat, không béo bão hòa, cholesterol bằng 0 nha. Cholesterol bằng 0, Duy rất thích điểm này. Đó. Và 25g protein tinh khiết cao, protein nó làm lean mà các bạn. Thường thường á, một công ty á, thường thường một công ty nó sẽ có chung một cái nguồn protein thôi. Thì cái nguồn protein nó làm ra nhiều sản phẩm. Nó làm ra nhiều sản phẩm. Thì nó lấy whey tinh khiết, nó làm ra Isoway. Đó, xong rồi nó lấy quay trộn, nó làm ra lean. Đó, và nó lấy những protein khác nó làm ra lean 8. Wow. Yeah. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó cùng phân khúc với titanium isolate. Xét về cái vị, nếu mà xét về vị uống một mình thì nó cũng ngon ngon ngang ngửa isobot. Ủa xin lỗi bạn, lộn hoài. Isofit. Isofit nó nhiều iso quá các bạn. Đó. Nó nằm ở dưới thằng Isojet một chút. Mà thằng Isojet đó thì nó thuộc dạng mắc tiền. Mắc tiền. Thằng đó sợ các bạn chơi không nổi. Tại vì đâu phải ai cũng có tiền mà bỏ ra nhiêu ta, 1.3 triệu, 1.4 triệu gì, cái hũ nhỏ xíu uống, đúng không? Nên gọi là cái sản phẩm nào cũng vậy thôi. Tùy vào cái nhà sản xuất, tùy vào cái công ty nó sản xuất có chất lượng hay không. Chứ còn cái nhãn không nói được cái điều gì cả, đúng không? Tất nhiên ở một, tất nhiên câu đó cũng không hoàn toàn đúng. Nếu mà cái nhãn nó quá tệ đi thì làm sao mình tin được. Còn cái nhãn nó quá đẹp đi thì chúng ta cũng có phải có kiến thức. Chúng ta nhìn nhận sản phẩm này thằng nào làm, giá nó bao nhiêu, đúng không? Chứ bạn nghĩ hai cái sản phẩm nhãn nó tương đương nhau, một hũ thì 2 triệu, một hũ thì 1.5 triệu. Hiểu sao đây? Hiểu sao đây? Nếu mà cái hũ 1.5 triệu mà nó cùng chất lượng, nó đẳng cấp chung như hũ 2 triệu thì hũ 2 triệu đó bán cho ma mua à. Đó. Nên tiền nào của đó. Duy bây giờ Duy không phân tích nhãn nữa. Duy phân tích nhãn cách đây nhiều năm là để cho các bạn hiểu về thành phần, hiểu về protein, thường thường whey nó có những cái gì. Trong 25g whey thì nó có bao nhiêu gram BCA, nó có bao nhiêu gram glutamin, rồi nó có bao nhiêu phát viết này nọ. Cái đó là cái kiến thức chung. Cái đó là kiến thức chung nha các bạn. Nhưng còn khi đó, mà một sản phẩm nó hiểu được mình, nó hiểu được cái mình biết thì nó sẽ hắt chính trên cái mình biết. Thôi, làm clip ngắn gọn thôi các bạn. Làm ngắn gọn để cho các bạn hiểu được là BBT là phân phối cho này đi học thành công, phân phối nha. Phân phối thằng Isoway. Isoway là một sản phẩm isolate cấp cao nhất của Labrada. Wow. Labrada. Đó. Và trong giai đoạn này thì cái phòng sale sỉ với phòng sale lẻ nó có cãi lộn thiệt các bạn. Nó có bất hòa thật. Nên đâm ra sản phẩm nó hơi bị hụt hẳn. Tháng 11 ổn định lại các bạn. Chấn chỉnh lại. Xin lỗi các bạn về điều đó. Cảm ơn các bạn đã tin dùng sản phẩm của BBT.
Đây không phải là clip quảng cáo. Đây là clip Duy Nguyễn chia sẻ rất thật. Không có gì để quảng cáo nữa. Đúng không? Cái sự nghiệp Duy Nguyễn có ngày hôm nay và cái phong cách chơi của Duy Nguyễn là như thế nào đó, và tình yêu gym của Duy Nguyễn là như thế nào thì chả cần phải quảng cáo. Chả có thằng giám đốc nào mà thành công như vậy mà đã bỏ ra một ngày 3 tiếng nó tập gym. Mà cũng chả có thằng giám đốc nào nó rảnh đến cái mức mà nó làm video đều đặn 6 năm không đổi. Cái đó là không phải quảng cáo nhiều nha. Chia sẻ thật lòng với các bạn, quý vị, anh chị em, các đồng chí là PBT, phân phối thằng quay mới, đúng không? Ai sẽ quay? Các đồng chí vui lòng ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn.